tin giáo hội Ấn Độ. Hàng ngàn nữ tu bác sĩ Ấn Độ dấn thân chăm sóc y tế cho người nghèo khổ. Diễn đàn nữ tu bác sĩ của Ấn Độ gọi tắt là SDFI được thành lập ngày 5 tháng 6 năm 1993 nhân kỷ niệm Kim Khánh và Công ước Quốc gia của Tổ chức Sức khỏe Công giáo Ấn Độ ở Kerala Sabina thuộc dòng Ursuline Đức Maria Vô Nhiễm, một bác sĩ phụ khoa ở Mumbai, là chủ tịch của SDFI, đã chia sẻ với hãng tin Files như sau. Các nữ tu quan tâm đến các nhu cầu về chăm sóc sức khỏe của người dân ở vùng sâu, vùng xa, nơi chưa có công nghệ y tế và các phương tiện hiện đại. Sabina cũng giải thích về sự dấn thân của các nữ tu bác sĩ các nữ tu chăm lo cho người dân ở vùng xa xôi, cung cấp cho họ dịch vụ y tế dự phòng, điều trị và thậm chí giảm đau đớn ở những vùng khó khăn nhất của đất nước rộng lớn của chúng tôi, các chị theo bước Chúa Giêsu với một niềm say mê lớn lao đối với Chúa và lòng trắc ẩn đối với nhân loại. Trong những thập kỷ gần đây, thông qua những nỗ lực của mình, các nữ tu đã góp phần làm giảm tỷ lệ tử vong của các thai phụ và trẻ sơ sinh hầu hết các nữ tu chuyên về sản khoa nhi khoa phẫu thuật khi đặc biệt chăm sóc cho người nghèo và người bị áp bức trong xã hội các nữ tu thường gặp phải những khó khăn như thiếu nhân viên có trình độ cơ sở hạ tầng nghèo nàn các trung tâm không được trang bị đầy đủ Hiện nay các nữ tu này đang có sứ phụ kép, một mặt dấn thân cho ơn gọi Kitô hữu như những người tận hiến. Mặt khác, với việc phục vụ như các chuyên gia có trình độ cao, họ làm chứng cho ơn gọi đích thực của ngành y.